Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Gây cấn nữa rồi quý vị ơi, Trung Cộng lại một lần nữa cảnh cáo nước Mỹ đừng có vượt qua cái lằn ranh đỏ. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, bây giờ không những người bị cướp, tiệm bị cướp, nhà bị cướp, mà cả luôn Phật tổ ở Mỹ cũng bị cướp nữa quý vị ơi. Gây cấn quá. Nội dung thứ ba, Việt Nam chính thức bị El Nino tấn công. Bà con cô chú bác ở bên đó cẩn thận củi và lửa nha. Hàng loạt người chết vì El Nino. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để làm một cái like, viết vài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình eo biển Đài Loan và Mỹ cũng như Trung Cộng. Đây, trong suốt thời gian vừa qua, Trung Cộng đã nhiều lần cảnh cáo đất nước Mỹ về cái vấn đề Đài Loan. Và Mỹ tay mặt thì công nhận một Trung Cộng, tay trái thì vẫn tiếp tục giao dịch với Đài Loan. Cho nên đã nhiều lần Trung Cộng gỡ ra những cái lằn ranh đỏ, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục vượt qua những cái lằn ranh đỏ đó. Rồi, chưa hết đâu quý vị. Vào ngày hôm qua, trong cuộc gặp mặt với đại sứ Mỹ tại Trung Cộng, đại sứ Mỹ này tên là Nicola Burns, ok, ngoại trưởng Trung Cộng ông Tần Cường nhấn mạnh thẳng thừng vào mặt của ông Nicola Burns là như thế này: Washington, Mỹ phải điều chỉnh cái cách xử lý về vấn đề Đài Loan và phải tôn trọng nguyên tắc một Trung Cộng. Và đây là lằn ranh đỏ cuối cùng Trung Cộng gửi cho chính quyền của chú Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây, trong suốt thời gian vừa qua thì Mỹ vẫn quăng cục lơ về cái lằn ranh đỏ của Trung Cộng, vẫn tiếp tục hỗ trợ, và rất là nhiều quan chức cấp cao trong Quốc hội Mỹ cũng đã đến Đài Loan, và cả luôn Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng đã gặp mặt Chủ tịch Hạ viện đất nước Mỹ, người quyền lực thứ ba trên cái đất nước Mỹ này đó. Cho nên Trung Cộng đã phản đối rầm rộ và đã đưa ồ ạt cả trăm chiến đấu cơ tàu chiến bao vây Đài Loan và cấm vận không phận tối bụi hết, đúng không? Rồi rồi. Nhưng Mỹ vẫn tiếp tục làm những cái thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan để Đài Loan có thực lực, có đủ đồ chơi để mà tự vệ nếu Trung Cộng xâm lăng. Thì cũng như chúng ta đã biết, cái chuyện Trung Cộng quánh Đài Loan là cái chuyện bây giờ nó theo thời gian thôi gì chứ chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó là những gì mà giám đốc tình báo Mỹ đã la làng la xóm trong Quốc hội Mỹ cách đây 1-2 tuần lễ. Cho nên bây giờ lại một lần nữa Trung Cộng cảnh báo đất nước Mỹ đừng có vượt qua cái lằn ranh đỏ này nhé. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Lý do tại sao Tony chia sẻ cái thông tin này là tại vì cái này nó liên quan tới người Việt Nam chúng ta và khắp năm châu bốn biển luôn quý vị nhé. Và nó liên quan tới chùa và nhà thờ, những cái nơi mà trang nghiêm của người Việt Nam chúng ta đi vào để mà nói nôm na là cầu nguyện đó quý vị nha. Đây đây đây, mình không biết cái chuyện này nó có xảy ra ở nước Việt Nam hay là những cái quốc gia khác không, nhưng đối với đất nước Mỹ thì trong thời gian vừa qua nó xảy ra rầm rộ, và cả luôn những tiểu bang hẻo lánh, tiểu bang lạnh á, và cả luôn những cái tiểu bang mà nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, ví dụ như là miền Nam California quý vị nha. Bây giờ cái tụi tệ nạn xã hội, tụi cốp á, ở bên Mỹ này đó, nó không những chỉ có cốp nhà, cốp người, cốp tiệm, mà bây giờ nó cả cốp cả luôn ông Phật tổ của chúng ta. Hy vọng cái thông tin này quý vị bà con chia sẻ để khi chúng ta đi đến chùa, đến nhà thờ, chúng ta để ý dùm chùa và nhà thờ, ok. Rồi, đến như thế này, vào ngày hôm qua tại thành phố Long Beach, California, miền Nam California, một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất, rồi đấy, thì chùa Phật tổ ở Long Beach, California, giữa ban ngày ban mặt ngày chủ nhật,
các sư thầy, các Phật tử đang nấu ăn rầm rộ để chuẩn bị làm lễ cho ngày Chủ nhật. Đúng một cái có 6 người đột nhập vào trong chùa và đột nhập vào phòng của các sư, các thầy để mà ăn cướp, ăn trộm. Thì đùng một cái thì thầy đã phát hiện ra có người đột nhập vô phòng của mình, thì thầy mới la lên, thì nhiều Phật tử xúm lại để mà chặn 6 cái người cướp này. Sau đó có một cái cuộc giành giật ấu đả rồi tố bụi hết, nó nôm na là rồng luôn sô bô hết. Thượng tọa Thích Thượng Tịnh chủ trì chùa kể lại là như thế này: Chủ nhật khoảng 9:30, lúc thầy ở trong bếp và các hòa thượng cũng như là Phật tử đang nấu nướng, thì đùng một cái thầy phát hiện ra có tiếng lục đục trong phòng của mình, thì thầy mới la lên, thì everybody xúm lại bắt. Nhưng 6 nghi can này đã coi như là ẩu đả rồi, ráng cố gắng dùng dễ, nhưng cuối cùng thì sao, Phật tử đã nhiều hơn cho nên đã túm được, và sau đó gọi cảnh sát đến và đã bắt 6 nghi can này. Và đây không phải là lần đầu tiên chùa ở bên Mỹ này bị vào ăn trộm cắp ăn cướp đâu quý vị, mà nó đã xảy ra rầm rộ trong suốt thời gian vừa qua. Có rất là nhiều chùa ở tiểu bang lạnh, ở tiểu bang nóng, ở Cali, nó nôm na hy vọng cái thông tin này, bà con cô chú bác của chúng ta khi đi đến chùa, đến nhà thờ thì mình để ý, mình cẩn thận, mình để ý dùm chùa chiền và nhà thờ quý vị nha. Rồi, riết rồi bây giờ ông Phật trong chùa mà nó cũng không tha nữa quý vị ơi. Rồi, đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Đây, nó liên quan tới cả đất nước Việt Nam quý vị nha. Trong suốt thời gian vừa qua, rất là nhiều người Việt đang la làng la xóm lên: trời ơi, nóng quá, trời ơi, tại sao mà thời tiết nó thay đổi, nó nóng quá ở nước Việt Nam, đúng không? Đây, không phải chỉ riêng nước Việt Nam đâu mà cả cái vùng châu Á quý vị nha. Đây, vào ngày hôm qua, theo như các chuyên gia cảnh báo như thế này, là cái hiện tượng El Nino nó đã tấn công vào cái vùng châu Á và nó làm cho châu Á phải đối mặt với những cái nắng nóng khắc nghiệt. Và cái hiện tượng này nó kéo theo hàng loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. El Nino, quý vị nghe kỹ nhé. Thì theo như SCMB, hiện tại bây giờ là một cái hiện tượng mà có thể nói là trong lịch sử luôn. Nó đã làm cho Thái Lan nóng lên tới 50 độ C, Ấn Độ hàng loạt người chết vì sa nắng, và hàng chục hàng trăm người phải nhập viện khi mà nắng nóng lên tới 45 độ C. Rồi Trung Cộng cũng vậy. Rồi cả luôn Lào, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, nói nôm na là tùm lum hết, tất cả các quốc gia vòng quanh châu Á đang bị El Nino tấn công. Và đây là một cái hiện tượng mà nó liên quan tới cái thời tiết đó quý vị. Cho nên trong suốt thời gian vừa qua, quý vị nghe bà con cô chú bác của chúng ta láng giềng của chúng ta ở nước Việt Nam đã la làng la xóm lên: trời ơi, 40 độ C, 40 mấy độ C, đúng không? Rồi đó, nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta chỉ có 30 mấy độ C thôi, mà bên ngoài nó tới 40 mấy độ C thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho nhiều người khó thở và sẽ dẫn đến tử vong. Thành ra hy vọng cái thông tin này bà con bấm nút chia sẻ để mà bà con hàng xóm láng giềng chúng ta cập nhật được, để mà đề phòng cái chuyện nóng, cái hiện tượng lạ nó đang xảy ra, nó đang dồn dập vào cái vùng châu Á và trong đó có nước Việt Nam chúng ta quý vị nhé. Rồi, sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ ba, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của Trung Cộng và Đài Loan, cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Đừng quên để lại một cái like, viết và chiếu bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người nha. Và cẩn thận của lửa ở nước Việt Nam bây giờ nó đang rất là nóng quý vị nha.